thầm chiếu nắng sầu thương. Đò qua bên sông kia tình tôi bên lỡ bên vội. Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa. Ngày xưa bé thơ câu thề không chỉ cách đôi bờ. Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Dòng loa Martin phải nói là trong mấy ngày gần đây đang cháy hàng các bạn. Và đây cũng là đôi cuối cùng của lô loa Martin bên em, thì đây là đôi cuối cùng. Đôi này gửi cho bác khách ở trên Hà Nội nhé. Một bác ở Hà Nội và một bác ở trong Đắk Lắk. Loa thì những cái chỗ nào nó xước sát các thứ là em đã tuốt tát lại rồi. Thì như trên màn hình các bác đang xem đây là đôi loa đã được gọi là tuốt lại một chút sơn. Ở bên trong thì zin đẹp hết các bác nhá. Bên ngoài thì hàng bãi. Chúng ta không thể tránh được vấn đề là xước sát. Thì em đã mông má ngon lành cành đào rồi. Đây các bác nhìn này, rất là đẹp nhá. Loa này thì quá là hay rồi. Những bác đã mua trước dòng loa Martin này của em rồi thì nếu như nhận được hàng thì ai gọi thế này. Nếu như nhận được hàng thì các bác hãy cho em một cái comment, cho em một cái bình luận bên dưới xem là có hay đúng như quảng cáo hay không các bác nhé. Còn clip này thì em cũng xin được quay test ngắn gọn thôi. Vì cặp này là cặp cuối cùng rồi. Đấy, trước khi ai gọi nhiều thế nhỉ. Xin lỗi các bác nhé.